Chào các bạn, đăng ký kênh ngay nhé và nhấn vào quả chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Rồi, tối nay anh Phi sẽ đóng một đơn hàng của bạn tên là Võ Khang, mẹ tên là Nhung. Bạn ở ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương. Bạn liên lạc với anh Phi qua Zalo và anh Phi yêu cầu gặp mẹ và bạn đã cho gặp mẹ. Và mẹ đã đồng ý cho bạn mua con này 677151 thần hổ song đấu. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tháo cái con thần hổ song đấu ra test và để đóng hàng để gửi cho Võ Khang nhé các bạn nhé. Các bạn chờ anh Phi cố định góc máy để test cái đơn hàng này đây. Rồi bây giờ anh Phi cố định góc máy để anh Phi test cái con Yoyo này đây. Con Yoyo này anh Phi lấy từ ở trên kho xuống cho nên là nó còn cái lớp bảo vệ ở phía bên ngoài. Và nhiệm vụ của anh Phi là sẽ phải cắt cái lớp bảo vệ này ra. Con này gọi là con thần hổ song đấu của dòng Florentine 6 nha các bạn. Cái sự song đấu của nó là nó kết hợp giữa dòng Yokundo và dòng Yoyo. Nó vừa chơi Yokundo được và nó vừa chơi cả Yoyo được luôn. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ dùng đầu dao để anh Phi cắt chỗ này ra nhé. Cắt chỗ này ra. Rồi sau đó thì anh Phi sẽ lấy cái hộp này ra ha. Rồi sau khi mở cái hộp ra thì anh Phi sẽ lấy con Yokundo ra ha, và xong con Yoyo và Yokundo luôn. Đấy, rất là đẹp các bạn thấy không? Đấy, hai cái nắp này nó sẽ gắn vào đây để chơi Yokundo và nó gắn vào cái ti này để chơi Yoyo. Và cái sản phẩm này anh Phi sẽ test theo kiểu chơi Yokundo trước. Khi chơi Yokundo thì các bạn úp cái mặt phẳng này vào trong nhé. Các bạn lắc lắc là nó sẽ vào nè, thấy không? Ở đây cũng vậy, các bạn lắc lắc nó sẽ vào. Và các bạn kéo ra khoảng 2 tấc như thế này, giữ dây lại. Và các bạn xỏ ngón tay vào. Các bạn xỏ ngón tay vào ha, như vậy gọi là chơi Yokundo nhé. Đây, Yokundo là nó tự thu dây nha. Nó tự thu dây xuống là Yokundo. Yokundo là tự thu dây xuống. Và khi các bạn chơi một thời gian mà các bạn rành rồi, các bạn không muốn chơi Yokundo nữa thì các bạn chơi Yoyo, thì các bạn bấm hai cái ngàm này nè, bấm hai cái ngàm này lấy ra. Rồi chúng ta cất cái bộ Yokundo mà thôi. Bây giờ chúng ta chuyển qua chơi Yoyo. Đây là cái ti Yoyo. Ti Yoyo thì khi chơi Yoyo thì các bạn lại lật cái mặt U này vào trong. Lắc lắc là nó sẽ vào, thấy không? Đấy, lắc lắc là nó sẽ vào, nó trở thành một con Yoyo 1A cơ bản rồi. 1A cơ bản là các bạn có thể hít dây lên được. Sau khi các bạn cài dây vào, sau đó các bạn sẽ hít dây lên được ha. Rồi các bạn, anh Phi đã gỡ dây ra được rồi đây các bạn. Một đầu dây để máng vào tay, một đầu dây để máng vào Yoyo. Đầu dây này để máng vào Yoyo đây, các bạn xe theo chiều kim đồng hồ là các bạn sẽ tách sợi dây này được ra làm hai. Tách sợi dây này được ra làm hai đây như thế này. Tách nó ra như thế này. Xoay cho nó rộng ra, sau đó các bạn trồng Yoyo như thế này. Kéo thẳng xong rồi tay cầm dây nè, buông ra để cho nó xoắn lại theo cái chiều của nó ha. Rồi, đây là cái đầu để máng vào tay của chúng ta. Chúng ta có thể máng vào như vậy để chúng ta chơi. Nhưng mà nó rất là dễ rớt Yoyo ra, cho nên anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái nút thắt. Máng vào ngón trỏ, dòng xuống ngón út, để trên ngón trỏ tay còn lại, dùng ngón cái giữ lại. Ở phía dưới nó có cọng dây ở chính giữa nè, các bạn nắm, các bạn kéo qua là xong, các bạn thấy không? Rồi, ban đầu thì nó hơi đau chút xíu đó, nhưng mà sau này sẽ quen thì hết đau. Rồi, để quấn dây Yoyo, các bạn dùng ngón cái, các bạn giữ dây. Các bạn dùng ngón cái để các bạn giữ dây trên thành Yoyo như thế này. Rồi các bạn quấn nha. Quấn cho tới khi hết dây thì buông nó ra. Rồi, buông ra nè. Đó, thấy không? Từ ngoài nó sẽ cuốn vào trong. Và bây giờ thì anh Phi sẽ quăng Yoyo ra cho các bạn xem nhé. Rồi, quăng Yoyo ra. Đó, Yoyo này thuộc dòng Yoyo cơ bản cho nên các bạn hút cái nó sẽ lên nè. Đó, ha. Nè, hút cái nó lên nè. Cái tay các bạn nè, hất cái nó lên, hất cái nào nó lên nè, thấy không? Nè. Đây ha, hất nè, hất cái nó lên nè, thấy không? Đó, cách chơi cơ bản của nó sẽ là như vậy. Và tới đây thì anh Huy cũng kết thúc cái đoạn test con Yokundo này rồi, vô song đấu này rồi. Thì bây giờ anh Huy sẽ gỡ dây ra. Rồi anh Huy gỡ cái nắp này ra luôn để anh Huy đóng con Yoyo này lại và để gửi đi cho bạn Võ Khang nhé. Và tất nhiên là anh Huy cũng sẽ gửi theo một quà tặng. Và quà tặng này nó sẽ đặc biệt hơn người ta một chút xíu. Đây. Bởi vì sao? Bởi vì bé Khang rất là ngoan. Đấy. Bé Khang xin mẹ nè, được sự đồng ý của mẹ rồi bé Khang mới mua hàng nè. Cho nên anh Phi sẽ gửi thêm một ít quà tặng cho bé Khang bởi sự bởi vì sự ngoan của em. Đúng ra thì anh Phi chỉ gửi theo 4 giây mà thôi. Ở đây bộ này là 10 giây. 10 giây. 10 giây Yoyo ở đây. Và bé Khang thì rất là ngoan cho nên anh Phi sẽ gửi theo 6 giây còn lại luôn.
là trong một bộ 10 giây để có lời khen dành cho bé Khang, xin phép mẹ đàng hoàng rồi mới mua, chứ không phải là chúng ta không xin phép mà tự ý đi mua nhé. Rồi anh Phi tới đây thì anh Phi cũng ngưng, anh Phi bỏ vô đây, dán tem vận chuyển nữa là xong ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó của cửa hàng Abo nhé.